Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục video về hỗn số trong toán học. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem hỗn số là gì, cách chuyển đổi giữa hỗn số và phân số bạn nhé. Hỗn số được định nghĩa là biểu thức viết gọn của tổng một số tự nhiên nguyên dương với một phân số dương. Ví dụ hỗn số 3/4 được viết gọn từ biểu thức 3+1/4. Số đối của hỗn số cũng sẽ là một hỗn số. Ví dụ số đối của hỗn số 3/4 là -3/4. Số -3/4 cũng là một hỗn số. Hỗn số được viết dưới dạng AB/C, trong đó A là phần nguyên. B/C là phần phân số và B/C luôn nhỏ hơn 1. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách chuyển hỗn số thành phân số. Để chuyển đổi hỗn số AB/C thành phân số, ta thực hiện như sau. Lấy A nhân với C rồi cộng thêm B, biểu thức này chia cho C thì ta được phân số cần tìm. Ví dụ, viết hỗn số 3/4 thành phân số. Ta có 3/4 bằng 3 nhân 4 cộng 3 tất cả chia cho 4. Bằng 15/4. Vậy 15/4 là dạng phân số của hỗn số 3/4. Tiếp tục chuyển đổi từ phân số thành hỗn số. Để chuyển đổi phân số D/C thành hỗn số, ta làm như sau. Lấy D chia cho C được A dư bên N, D/C viết dưới dạng hỗn số sẽ là AB/C. Ví dụ, viết 15/4 thành dạng hỗn số. Lấy 15 chia 4 được 3 dư 3. Nên 15/4 ở dạng hỗn số sẽ là 3/4. Trên đây mình đã giải thích ngắn gọn và dễ hiểu hỗn số là gì, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu hữu ích cho mình xin một like, một lượt đăng ký. Có vấn đề gì bạn hãy bình luận cho mình biết. Mình xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn.